Đầu tiên tôi muốn nói rằng Hòa Thượng thường bảo chúng tôi là không một người nào trong các đệ tử của Ngài thật sự hiểu rõ điều Ngài đang làm. Vì vậy, tôi nghĩ chúng tôi luôn phải ghi nhớ điều này khi chúng ta tự tin vào sự đúng đắn trong quan điểm của chính chúng ta, cho dù đó là về giáo dục, hay là về tăng đoàn, hoặc là về điều gì đi chăng nữa, một trong những lời dạy chính yếu của Ngài là không nên tự cho mình là tiêu chuẩn của sự đúng đắn. Tôi nghĩ trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương có nói rằng, chớ tin vào tâm ý của ông, chỉ đến khi ông là A-la-hán để tứ quả. Vì thế, đừng tin vào tâm ý mình. Tôi có thể nói với các bạn rằng tôi từng làm trong ngành giáo dục từ rất sớm. Tôi nghĩ là vào năm 1976, Hòa Thượng bảo tôi và anh Gary Leiberger, người sau này là Pháp Sư Hằng Tả, bắt đầu làm việc cùng nhau. Chúng tôi đã bắt đầu làm việc về Đại học Phật Giáo Pháp Giới. Và đây thật sự là một ví dụ rất hay về việc Ngài không bảo chúng tôi phải làm gì. Ngài chỉ bảo chúng tôi rằng, ta đã dạy các con những nguyên tắc cơ bản, các con áp dụng chúng thì sẽ hiểu ra, và nếu các con hiểu sai, ta nhất định sẽ cho các con biết. Đó là một quá trình đầy thất vọng qua nhiều năm, và đôi khi vô cùng nản lòng. Tôi đã tìm đến Hòa Thượng và thật sự van xin Ngài chỉ cho tôi biết là chúng tôi nên làm gì, và Ngài hầu như không bao giờ chỉ ra. Ngài sẽ nói cho chúng tôi biết khi chúng tôi phạm sai lầm, nhưng không nói rõ chi tiết chúng tôi nên làm gì. Ngài luôn giải thích cho chúng tôi tại sao chúng tôi mắc sai lầm. Có vài điều mà Ngài chỉ ra rất rõ. Một trong điều đó là Ngài đã nói về giáo dục ở hai mức độ khác nhau. Bây giờ tôi sẽ nói về DRPU, không phải về các trường học. Một là những gì đang xảy ra ngay trên mảnh đất này, trong hiện tại và trong tương lai gần, và cái còn lại là tầm nhìn rộng lớn. Và tầm nhìn rộng lớn thì rất dễ nói đến, vì chúng ta không có tầm nhìn xa. Đó chỉ là một điểm tham khảo cho những gì đang diễn ra. Mà bây giờ tôi nghĩ quý vị có thể nói là tầm nhìn rộng lớn. Ngài luôn khen ngợi hệ thống giáo dục Công giáo, không phải ở nội dung mà ở cách tổ chức của họ. Họ có trường học bắt đầu từ mẫu giáo cho đến trường đại học trên toàn thế giới. Trường học của họ đều được đánh giá cao, và họ đã ảnh hưởng đến một số lượng người đáng kinh ngạc. Và Ngài muốn thành lập một hệ thống giáo dục Phật giáo ít nhiều tương đương như hệ thống trường học Công giáo, cũng như các trường cao đẳng, đại học trên toàn thế giới. Vì ở Hoa Kỳ rất khó để một học đường được công nhận chính thức. Một trong những điều chúng tôi liên tục hỏi Ngài ngay từ đầu là, Ngài muốn mở một Phật học viện hay là một học viện dành cho tăng ni? Và Ngài luôn nói không. Đó không phải là điều Ngài muốn. Ngài muốn một tổ chức giáo dục khai phóng toàn diện, một mô hình đại học toàn diện. Và Ngài muốn nó được thiết lập theo cách có thể đáp ứng việc đào tạo học thuật của tăng đoàn. Tôi chưa bao giờ nghe Ngài nói muốn có một hệ thống tách biệt. Giáo dục tăng đoàn tách biệt với Đại học Phật giáo Pháp giới. Tất nhiên là tăng đoàn có một số nội dung đào tạo nhất định không phù hợp với môi trường đại học, như học luật tạng, vân vân. Và tất nhiên Ngài muốn tăng đoàn tiếp tục như thế. Nhưng vì tôi không phải là người xuất gia, nên tôi đã không tham gia vào phần thảo luận này vào thời điểm đó. Không biết Ngài muốn những việc đó được giải quyết như thế nào. To be handled.
tại đất nước này. Phật giáo chỉ mới bắt đầu. Mới bắt đầu thì nhất định phải có một nền tảng. Nếu không có nền tảng, Phật giáo sẽ không được truyền bá rộng rãi. Nền tảng ở phương diện nào? Xây dựng cơ sở nền tảng phải bắt đầu từ giáo dục đi lên. Giáo dục trước tiên phải bắt đầu từ bằng việc mở trường tiểu học, tiếp theo là mở trường trung học, sau đó là trường đại học, xây dựng nền giáo dục và sau đó từ giáo dục sẽ xuất hiện nhân tài, có thể phiên dịch kinh điển, có thể giảng kinh thuyết pháp, đừng giống như hệ thống Phật giáo ở chế độ Trung Quốc. Chỉ là thời khóa sáng tối đơn giản mà thôi. Xong thời khóa sáng tối, người xuất gia không liên can đến việc làm của chùa nữa, không còn việc gì để làm cả. Bởi vậy kết quả cũng không có nhiều sự thành tựu tu hành. Đến nỗi bây giờ Phật giáo ở châu Á không còn nữa. Điều này là do không nỗ lực xây dựng từ căn bản đi lên, không xây dựng từ giáo dục đi lên. Bởi vậy, chúng ta cần bắt đầu xây dựng từ giáo dục. Cần từ cơ sở nền tảng này xây dựng lên. Hiện tại, việc truyền bá Phật Pháp ở Hoa Kỳ, vấn đề không phải là quốc gia nào, mà là cho cả thế giới ở một mức độ toàn cầu. Trong tương lai, mỗi người quý vị đều sẽ cần ra ngoài thế giới đi đến khắp nơi hoằn dương Phật Pháp. Đó là lý do chúng ta cần phải đào tạo nhân tài ngay từ bây giờ. Một trong những điều sư phụ từng nói đó là chúng ta nên đóng góp vào sự phát triển Phật giáo ở phương Tây. Và tôi cảm thấy rất xấu hổ. Và tôi nghĩ rất nhiều đệ tử phương Tây lớn tuổi cũng cảm thấy như vậy, là chúng ta chưa làm tốt hơn việc này lắm. Ngài đã nói rằng, với văn hóa phương Tây này, nếu các con không có bằng tiến sĩ, thì sẽ không ai lắng nghe các con. Bởi vì người phương Tây chúng ta đã thực sự thất bại trong việc này. Chúng ta chưa làm tốt việc tiếp thu những lời dạy của Hòa Thượng về một Phật giáo cải cách và giải thích các nguyên tắc cơ bản của Phật giáo này cho Phật tử ở thế giới phương Tây. Vì vậy, đây là điều mà chúng ta phải nỗ lực. Và vì vậy, Ngài nói, trong số các con, ai nhân duyên về học vấn, đặc biệt trong tăng đoàn, nếu các con có thể lấy bằng tiến sĩ, thì các con sẽ có một sức ảnh hưởng trong sự phát triển của Phật giáo ở phương Tây. Đó là điều mà tôi đã không có được. Vì vậy, Ngài rất khuyến khích những người có nhân duyên học vấn. Ngài không nói tất cả mọi người, nhưng nếu bạn là một trong những người có khả năng và nhân duyên đó, Ngài khuyến khích những người này làm điều đó, đặc biệt là để họ có nhiều ảnh hưởng hơn trong việc phát triển Phật giáo, chánh pháp ở phương Tây, và không phải là phát triển tà pháp hay pháp của thời mạt pháp. Vì vậy, nếu chúng ta có được những người có học thức vào tăng đoàn, sư phụ đã nói rõ ràng rằng tăng đoàn, và đặc biệt là tăng đoàn tỳ kheo, là cần có một tăng đoàn hùng mạnh và sinh động. Và trong một tăng đoàn tỳ kheo hùng mạnh và sinh động, thì việc có nền học vấn cao là điều vô cùng thiết yếu để truyền bá lời dạy của Hòa Thượng, không chỉ ở phương Tây, bởi vì bây giờ không còn sự phân biệt giữa Đông và Tây, mà là thế giới giáo dục hiện đại trên khắp toàn cầu so với thế giới có trình độ học vấn thấp. Vì vậy, chúng ta phải làm nỗ lực làm công việc giáo dục này, và Hòa Thượng đã thành lập Đại học Phật giáo Pháp giới là cách tốt nhất để đưa giáo dục vào cộng đồng của bốn chúng đang tu tập theo chánh đạo. Theo cách này thì có sự cần thiết của mối quan hệ hỗ tương. Và đây không phải là hai mục tiêu khác nhau. Mục tiêu của Đại học Phật giáo Pháp giới và mục tiêu của phần còn lại trong cộng đồng tu tập Vạn Phật Thánh Thành và Tổng hội Phật giáo Pháp giới, theo tầm nhìn của Hòa Thượng, tôi thấy hoàn toàn tùy thuộc lẫn nhau theo một cách rất hài hòa và hoàn toàn không đối lập với nhau.
in opposition to one another. Nếu quý vị nhìn với tầm nhìn rộng lớn hơn, vì vậy tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể khuyến khích mọi người hiểu điều này và có cái nhìn rộng hơn về điều này. Về trường đại học Phật giáo Pháp giới, trong tương lai, tất cả các nước trên thế giới, những người thật sự muốn nghiên cứu theo đuổi học vấn này, những học giả thật sự muốn phát huy rộng rãi văn hóa của đất nước họ, sẽ tụ hội tại Vạn Phật Thánh Thành. Vạn Phật Thánh Thành sẽ là nơi hội tụ những anh tài trên khắp thế giới. Những bảo vật quốc gia của các nước tất cả sẽ bay đến Vạn Phật Thánh Thành. Nếu quý vị không tin điều này, 20 năm sau quý vị sẽ biết những lời tôi nói sẽ hoàn toàn ứng nghiệm. 30 năm sau sẽ càng rõ ràng hơn. Bởi vì bây giờ trên toàn thế giới chỉ có Vạn Phật Thánh Thành là thật sự muốn đem tất cả chân lý của nhân loại xiển dương ra, muốn nghiên cứu về những điều mà mỗi người chúng ta cần nên làm. Tự mỗi người hãy nhận thức cho rõ chính mình, cũng chính là thức tỉnh những ai còn đang mê mờ. Trong cái thế giới này, hãy mau chóng giác ngộ đi, đừng chạy theo cái tâm tham lam to lớn này, đừng có quá nhiều tâm sân hận, tâm si mê vô cùng tận như thế. Chìm đắm mãi trong thế giới này, trôi tới lăn lui, cần phải tự nhận thức rõ bản lai diện mục của mình. Cái tự tánh quý giá này, quay về cội nguồn tự tánh, phá mê mờ quay về giác ngộ, bỏ tà quay về chánh. Đây là những tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thành. Tôi tin rằng nếu trong nhà có người quân tử thì sẽ được quân tử từ bên ngoài đến kết giao. Vạn Phật Thành là nơi mà hàng vạn vị Phật hội tụ, vì vậy cũng là nơi mà tất cả những người trí tuệ quy tụ. Tôi nói rằng tại Vạn Phật Thánh Thành này, bất kể là loại người nào đến đây đều là anh hùng có đất để dụng võ. Hãy cố gắng hết sức phát triển hoài bão của quý vị. Chỉ sợ quý vị không có hoài bão, quý vị phải có hoài bão thì có thể đến nơi đây để phát triển rộng lớn hơn nữa. Hãy cùng nhau mang lại hạnh phúc cho nhân loại thế giới. Đây là tông chỉ của Vạn Phật Thánh Thành. Chúng ta, những người ở Vạn Phật Thánh Thành, mọi người đều nên nỗ lực giữ gìn đạo tràng này. Đừng nên có mưu đồ như những kẻ tà đạo muốn phá hoại đạo tràng.
Sắc màu đi xô hoa.